Nhanh cái chân lên đi. Đây em cơ sở em bây giờ đang đi đẩy nhanh cái tiến độ công trình cho người ta nhá. Nhà người ta chuẩn bị vào nhà mới, bây giờ thợ đẩy nhanh lên, đêm hôm phải đi nắp. Đấy. Đêm này thợ cả của em đây mà làm việc rất lề mề. Làm không đến đâu đâu cả, làm ở đây cả đống dây ấy, quận vẫn chưa quận xong, một mình chui chui giúp giúp. Đẩy nhanh lên nhá, mai nắp cho nó xong cho em đi nhá. Rồi, anh biết rồi. Làm việc phải nhanh lên rồi ấy, xong rồi tiền nong thì xong hết luôn. Rồi đấy, thợ đây làm việc này cơ bắp quần quận. Sếp không có việc gì mà quay linh tinh để công an nó bắt này làm sao? Kệ nó thôi, bắt thì bây giờ phải bắt để phải đi tù. Anh đâu vậy đấy? Mua mấy đôi kim. Xe bán bao nhiêu anh? Bán rau một năm. Chán đời nhỉ? Khác khác nhau chứ. Hôm trước biết nó bảo là giả 80 bán mẹ đi rồi. Hả? Bảo hôm trước cái thằng ở Lá Lốc ấy ở Bản Việt ấy bảo 80 bán mẹ đi. Bây giờ nó giả bao nhiêu? Giờ không để ý ấy, chưa thấy ai ý ấy. Em xấu, xấu có đi đâu xấu. Có bác nhá, đây là cơ sở lúc đi xe anh nhá. Bác thì có nhu cầu gì đến em tất cả các loại cửa nhôm thôi các bác ạ. Thợ cả, cả, cả quay cái mặt đêm rồi. Cạnh nhà cháu nhé em, mẹ mình mấy tuổi nãy em mới ra. Đang ảnh bố em giả vờ thế. Cháu thì làm gì có ai xem. Đây thợ đang cố gắng buộc chặt dây vì là em nắp ở trên nhà người ta đường khó đi, đường khá là xa. Đường nông thôn nên em là nó chưa được đẹp. Nên anh em mình phải buộc cho nó chặt cái cửa đỡ di chuyển dịch chuyển ấy. Không ấy, mình làm địa xưởng ấy đẹp long lanh rồi, nói chung là chuột nhìn thấy còn phải mê, nhưng mà nên đôi khi là buộc chẳng không đến nơi đến chốn thì nó sọc sạch ấy, nó xước hỏng, nên đấy là nó không vừa mắt khách, đâm khó, đâm ra là cứ ở xưởng đẹp như nào lên nắp cho người dân là phải đẹp như thế, còn hơn như thế đấy. Thấy quả chuột của em rất là cấp luôn. Mỗi thợ cả thôi thì không chịu khó tập gym, nên là người cơ bắp không có mấy. Đây, hai thanh niên này tập gym rất tốt. Thợ này gọi là gần cứng, thợ này gọi là gần cong. Này bên đây này cứ để cứng chứ sừng. Chuyên gia đem tiền cho người vợ người khác. Quay quả cho 6 phát. Giới thiệu không? Chưa. Đây em xin giới thiệu, đây là tên là Diệp Vấn. Đây là biệt danh là chúa tể của những chiếc sừng. Đấy, chuyên lấy tiền nuôi vợ người khác. Đấy. Đây đây còn có con chuột con này, con thằn lằn gì đấy đang bò ở đây nữa thì em cũng chưa biết được. Đấy, thằng cháu. Trời ơi, tập 3 tháng đêm. Bác đâu đây? Để hồi cho cửa bố cái kia nó lỏng. Ở trong nhà. Nào, bố trí. Nào, các quận nào. Nào vào đi, khênh cửa đi nhanh thằng cháu. Vào khênh cửa đi nhanh lên thằng cháu. Nặng lắm không? Ủa trời, hai thằng thanh niên thể hình. Ôi này nặng cái gì? Này. Đây là cửa cuốn nhá. Đây là cửa cuốn này. Đấy, em review rõ ràng cho em xem. Mai em bắt đầu nắp thì em còn review lại cho nó kỹ. Nắp trước rồi, mai em bắt đầu lắp. Cửa cuốn. Ôi anh khỏe mà. Thường thường thì cửa em thì chỗ đội này, nhưng mà nếu mà đối với xưởng khác thì khoảng tầm 3-4 người khiêng. Nhưng mà đối với xưởng em thì hai thanh niên này tập gym thì chắc chỉ 2 người thôi. Đấy, đấy nó nhẹ hơn đấy, đấy. Ủa thấy kia mà. Đúng. Trưởng các bạn ạ. Nào nào. Mai nặng vất vả.
Đấy, chuẩn bị đồ hết đi nhá. Thì em sắp xếp đồ đạc hết đi. Mai là sáng là đi sớm luôn đấy. Đây em hôm trước em nhập về cả gần cả xe ô tô nhôm hệ nhôm hiếc các thứ, bây giờ trên trưởng em còn tí này, em nắp thì rất là nhiều. Đấy, được sự nói chung là được anh em tin tưởng, dân tin tưởng ủng hộ, đâm ra là cơ sở em là cứ vậy. Nói chung là bọn em lấy công làm lãi thôi, chứ còn lỗ làm lãi không có cái kiểu này kiểu kia, nên là làm bởi vì cứ nhiệt tình với nhà dân, với các hộ gia đình. Chung bọn em là không bao giờ đi làm thuê, ai thuê thì mình làm, không có tiền nhất định không làm. Rồi đấy thợ này, thợ Diệp Vấn, chúa thể của những chiếc sừng. Tôi sao giờ sao đây? À khinh được rồi. Nhọc đấy. Công đoạn sắp xếp đồ lên cũng gần xong rồi. Tắm sớm đi rồi tối. Tắm tới đâu? Đi ăn cơm. Giờ đấy không tắm, ai khinh lên đi thì để lại đấy. Thợ cá đúng không? Thợ cá dạ có em mái đẹp rồi hơi yếu. Có cần em giúp gì không? Mẹ mày bố giúp bây giờ thì lấy đi không kêu bây giờ. Tắm. Đi tắm. Đi tắm. Ra hồi điểu ấy, đây, anh em ra chôn nhau. Ra đây cần cháu giúp gì không? Đây nô cửa cuốn đây anh em ạ nhá. Đấy ai có nhu cầu lắp tất cả nhá, em nói chung là làm tất cả về các cái kiểu cửa. Rồi livestream, em đang livestream anh ạ. Làm về cửa cuốn, cửa thủy lực, nhôm hệ các kiểu. Sơn tĩnh điện. Ủa đại khái là từ A đến Z à. Cứ anh em đặt hàng là mặt hàng như nào bảo mẫu em là em nào. Đây, số điện thoại đây, biển nhà em đây nhá. Nhôm hệ cao cấp, cửa kính, cửa thủy lực. Đây, số điện thoại 0977091507. Gặp anh Long nhá. Em tên Long. Long nở lặng nhá, không phải nở nhẹ. Em cô giáo dạy nó đại khái là đang lên lớp 3, cô giáo ai biết. Vần L với L là cô giáo ngỗng chấm chết rồi. Em bị ngọng. Đấy rồi, xem anh em xem còn cái gì làm ấy, nắp lốt đây xong đồ đạc cái máy khoan với khiếc đây, chuẩn bị những cái gì thì lấy hết đây này. Master đo, Master lốc. Lốc mà. Trời ơi, chúa tể những chiếc nhẫn. Master đo à? Thì anh khoai khổ. Khó anh. Được rồi. Nãy chẳng qua nó yếu rồi. Xanh gài, anh gài không bên kia căng như đấy luôn. Ừ, anh không? Tối các anh bế đi không đấy? Gài bên căng, ai bế thì ở đây. Thật ít. Anh nói thật, từ trước giờ anh làm xưởng thì nói chung nó chỉ bế những cái gì nó cần bế thôi. Những cái gì nó không cần bế nó không bế được. Nói chung là cũng hoàn thiện rồi nhá, giờ em để em vào em bảo thợ sắp xếp đồ đạc của em. Em vào em bảo anh em sắp xếp đồ đạc để mai đi thôi. Mai em đi sớm nhá, đến đây thôi nhá, em chào anh em nhá. Đại khái là ai có nhu cầu về nhà cửa, rồi cửa kính, cửa thủy lực, cửa các kiểu luôn nhá, thì liên hệ cho em theo số điện thoại này nhá, 0977 091507 nhá, gặp anh Long. Em tên Long ạ. Dạ. Rồi, em chào anh em nhá.